Ủa chị bay đâu vậy? Đi Việt Nam. Đi Việt Nam hả? Mai chồng chị đi Việt Nam. Với vợ mày. Bye bye nha em trai. Ừ, trời ơi, hết hồn. Ở lại đây rửa chén. Giờ đang chờ thang máy nè, đi lên. Nhiều quá đi chi cho hết. Rồi bây giờ ra thang máy. Được không? Cậu đẩy ra. Được, cậu còn nữa. Vô mình check in máy luôn hả? Dạ. Cái này là hàng đó mà. Đây là hàng đó. 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 Đây là hàng đó.